Xin chào tất cả các bạn Eden nhị nhé. Hôm nay mình lại lên video công việc thường ngày của mình khi ship hàng cho khách. Thì hôm nay mình lại ship nốt cho một vị khách ở bên Australia. Lần trước chị đã lấy một cây đàn Việt Nam rồi. Thì hôm nay cây đó đã đến được với chị rồi. Thì và là chị lấy nốt cái cây này của mình, đó chính là cây đàn nhị đôn hoàng, cây đàn nhị đẳng cấp mà mình đã giới thiệu cho các bạn biết rồi đấy, và giao cho các khách hàng của mình rồi. Rồi bây giờ mình đập hộp và test nó luôn. Đây, cái quai này, quai đeo của nó nhé. Có hai cái quai đeo. Thì nếu mà các bạn ấy mà muốn đeo quai đeo ấy thì nó sẽ có các cái chỗ vị trí này này, đây này. Một đầu mình sẽ ngoắc vào đây. Một đầu mình sẽ ngoắc vào đây và một đầu mình sẽ ngoắc vào đây. Tương tự như thế, đây cũng có những cái đầu ngoắc thì chúng ta sẽ ngoắc nó vào thôi. Một đầu sẽ ngoắc vào đây. Rất đơn giản, nó không có gì khó cả. Rồi, cái này mình tạm thời mình cứ để vào trong này đã. Đây được tặng một quyển sách hướng dẫn học đàn nhị theo phương pháp của sách có tiếng Trung Quốc. Hai bộ dây được tặng xịn của hãng Đôn Hoàng, tem viết rất là đàng hoàng nhé. Và đây là bên trong của nó này. Mời các bạn xem qua. Mặt da chân này. Gỗ chắc nha. Logo Đôn Hoàng. Logo chính hãng Đôn Hoàng. Trên này có một số cái dòng chữ rất là hay. Và cái tem nhãn. Để mình lấy máy mình lên dây cho nó đã chuẩn chứ nhá. Mình lên dây đồ son. Thank you.
Ok, bây giờ mình sẽ dán nốt cho nó. Tại vì là khách hàng có yêu cầu mình dán nốt nên là mình sẽ dán nốt. Nói chung là các bạn mới thì mình nghĩ rằng là nên nên dán nốt. Nếu mà các bạn học thì mới đầu thì học nên dán nốt để tại vì mới đầu mình chưa nghe được ấy, thì mình cứ nên dán nó vào để mình làm cho nó quen đi. Các bạn mới chơi ấy, thì cũng nên dán nốt vào để cho mình nghe quen các cái nốt nhạc đi. Sau đó sau này mình quen rồi thì mình có thể tháo ra. Không sao cả. Nhưng mà phải cố gắng. Các bạn phải cố gắng sau này mình phải thoát ra khỏi những cái nốt nhạc mình dán trên này bởi vì các bạn mà phụ thuộc vào những cái nốt như thế này thì các bạn mãi mãi các bạn đánh nó không hay được. Thì tại vì là khi mình vừa đánh mình lại còn phải vừa nhìn vào nốt như thế này thì nó không không thể feel nó không thể làm hay được ấy. Bằng bằng cái việc là các bạn đã chủ động được cái này rồi, không cần phải nhìn vào nó nữa, mình chỉ nghĩ đến bài hát. Mình chỉ nghĩ đến cách xử lý làm sao đoạn này mình sẽ ngân nga như nào để cho nó hay. Đoạn này mình sẽ vuốt như nào để cho nó hay. Mình chỉ làm cho thăng hoa cái tác phẩm lên thôi. Muốn hay được một bài ấy thì các bạn là phải thuộc thuộc nó lầu lầu, thuộc nó kỹ càng này, xong bắt đầu là không cần nhìn vào đàn. Thi thoảng mình liếc nhìn, ví dụ như những đoạn nào mình chuyển mà cái đoạn nào mình chuyển mà nó hay, nó sẽ khó, những cái đoạn chuyển xa mà khó thì đôi khi mình cũng liếc vào đấy một tí để mình chuyển nó sẽ chuẩn hơn. Tất nhiên là không phải, ví dụ như là những đoạn chuyển ấy thì mình sẽ phải quay vào đàn mình nhìn. Đấy thì mình những cái đoạn đấy mình sẽ chuyển. Rồi, nốt tiếp theo đi. Nhất là các bạn mà những cái bạn ở xa mà không có điều kiện để nộp tiền, không có điều kiện để nộp tiền học online ấy, thì lại càng cần phải dán bởi vì là các bạn học online à các bạn không được học online, các bạn sẽ bắt chước qua video ấy. Mà trong khi các cái video hướng dẫn thì đọc sẵn như thế, đọc các cảm âm như thế mà các bạn bấm nó sai thì làm sao mà đánh được đúng không? Thì nó rất là cần thiết. Các bạn ghi nhớ cho mình nhé là nhị à đàn 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 Trung Quốc ấy, những cái đàn mà nó thuộc dòng đàn thuộc dòng dây đồ son líu ấy thì các bạn nên buộc cữ nó cao cao lên đây một tí nhé, bởi vì nhị 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 độc tố hoặc nhị một ấy thì các bạn buộc thấp xuống một chút cũng được, còn đàn đàn nhị líu nhị hồ ấy, thì các bạn cố gắng buộc nó sẽ cái khoảng cách này nó xa xa một khoảng cố định hơn hơn cái khoảng cách của này cũng được, bởi vì cái quãng này âm thanh nó mới đẹp này, cái quãng này của đàn líu ấy, âm thanh nó sẽ đẹp này, nhưng các bạn mà buộc thấp xuống đây ấy, thì nó lại dính vào cái quãng này thì nó không thực sự đẹp, nó vẫn là ok đàn xịn nó vẫn hay nhưng mà nó không không hay bằng cái quãng quãng từ đây đến đây là nó là hay nhất này. Đấy thì các bạn mà buộc ở đây thì nó sẽ mất đi những cái quãng hay của nó. Nên là các bạn phải cố gắng tập tập với ngón, tập nhiều nó quen mà tay mình ngắn thôi.
Ngày xưa mình mới học đàn nhị, học chuyên nghiệp luôn ấy, thì mình cũng để cữ rất là thấp. Sau này khi mình được học một thầy cái Trung Quốc ấy, thì mình thấy thấy thầy ấy buộc cữ rất là cao. Thì xong 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 bắt đầu là mình cũng bắt chước, mình làm theo, mình đàn, thế là mình buộc lên, mình thấy cảm giác cái quãng âm thanh ở đấy nó rất là đẹp, nên là mình tập cái cách bấm lại là nó được, mà nó cũng không không khó đâu, không phải là do tay mình ngắn mà mình không bấm được đâu, bởi vì có một cái anh người Trung Quốc, anh ấy buộc cữ lên tận trên này cơ mà. Tại anh ấy cứ cho là anh ấy cao hơn mình một tí đi, nhìn ông người nhỏ con thì cứ, tôi là 1m70 thì ông đấy chắc là tầm khoảng độ 1m75 đấy, cứ cho 75 thì cũng buộc lên đây là cùng như mấy, đúng không? Nhưng đây ông ấy buộc lên tận trên này, ông ấy đánh cái bài gì của Tchaikovsky, cứ cứ đánh từ đây xuống đấy. Quan quan trọng là cái kỹ năng thôi. Rồi, bây giờ mình test qua các cái vị trí âm thanh của nó nhé. Cây này thì mình cũng đã nhập về nhiều và bán cho nhiều khách hàng rồi, nói chung là ngon. Các bạn nào mà theo dõi kênh của mình lâu rồi thì chắc là cũng biết. So với bên Trung Quốc ấy, thì những cái cây này nó cũng chưa phải là cái gì đấy nó to tát cả, nhưng mà so với mặt bằng chơi đàn nhị của Việt Nam thì cây này nó thuộc dạng là ở cái thời điểm hiện tại tôi đã gắn bó 15 năm với đàn nhị rồi, 15 20 năm đàn nhị rồi, thì ở thời điểm hiện tại tôi cảm thấy những cái cây tầm trên 10 triệu như này ở Việt Nam nó thuộc dạng thượng hạng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tương lai sau này thì nó cái cấp độ nó sẽ tăng dần lên, nhưng mà ở thời điểm hiện tại tôi thấy những cái cây này nó là quá thượng hạng rồi. Bản thân tôi cũng chỉ dùng đến những cây này là tôi thấy sướng lắm rồi đấy. Còn về tương lai sau này thì sẽ có cấp độ nó sẽ cao lên, thì mình cũng mong rằng là như thế để chúng ta biết được rằng là cái sự phát triển của nhạc dân tộc nó đã rất là phát triển, thì đó là một điều đáng mừng cho nền âm nhạc nước nhà. Tuy chúng ta chơi nhạc Trung Quốc, tuy chúng ta là đang chơi nhạc Trung Quốc, nhưng mà nó cũng là một cái tiền đề để chúng ta bước đến nhạc Việt Nam. Khi chúng ta có thể nhiều nhiều bạn học viên của tôi là thích đàn nhị là qua những bài Trung Quốc, nhưng về sau này khi các bạn chơi Trung Quốc rồi thì chơi vào đàn nhị rồi, thế là sẽ tìm hiểu và bắt đầu là sẽ nhận ra rằng nhạc cổ truyền của Việt Nam rất là hay, rất là sâu lắng và nó cuốn hút. Thế là đấy, thì nó nên là không các nhiều bạn đừng có nghĩ rằng là mình là người Việt mình phải chơi nhạc Việt, mình phải yêu nhạc Việt, có nghĩa là mình tất nhiên là như thế, nhưng mà thường thì những cái bài cổ nhạc của mình nó chưa thể tiếp cận ngay được ấy, thì chúng ta có thể thông qua nhạc Trung Quốc để chúng ta kêu gọi mọi người vào cộng đồng yêu nhạc Trung Quốc vào, xong bắt đầu chúng ta sẽ truyền bá cái hay của dân dân tộc ta, thì là lúc đấy họ sẽ dễ tiếp nhận hơn là mình đánh thẳng trực tiếp luôn như thế. Thì đôi khi bây giờ một một bạn giới trẻ như thế này mà chúng ta làm phát đánh mấy câu này thì chắc gì họ đã thích. Đây, ví dụ như kiểu mình gặp một người trẻ đó, mình sẽ biểu diễn cái câu này cho. Đấy, ví dụ thế, thì theo kinh nghiệm cảm quan của một một người biểu diễn âm nhạc thì mình sẽ nhận thấy rằng là sẽ hơi khó tiếp cận.
Nhưng mà khi mà mình gặp các bạn trẻ chẳng hạn, ơi anh chơi đàn này à, anh thử kéo một bài xem, em nghe xem, em chưa nghe cái cây này bao giờ, ví dụ đấy, thì mình sẽ chọn những cái bài dạng như thế này. Đấy, ví dụ thế. Thì kể cả người trẻ, người già, người giàu, người nghèo, người nam, người nữ, người thế, người BD, người LED, người ta đều thích. Bởi vì là nó rất là quen thuộc và nó ai cũng trải qua tuổi thơ xem Tây Du Ký, nghiện nghiện Tây Du Ký đúng không? Đúng, đấy nó là như thế. Làm một bài tàu cho nó, à làm bài Việt Nam trước đi. Cây này thì chơi Việt Nam thoải mái nhé các bạn nhé, không phải là tàu chỉ có tôi chơi nguyên tàu đâu, chơi Việt Nam thoải mái. Ví dụ như Bèo Dạt Mây Trôi chơi vẫn hợp luôn, dân ca Việt Nam, những cái dân ca vẫn hợp mà. Đấy, ví dụ đấy thì là bài Bèo Dạt Mây Trôi và bài Hoa Thơm Bướm Lượn. Tôi test bài tàu nhé. Vâng, vừa rồi thì mình đã test xong một cái sản phẩm để gửi đi sang nước ngoài, cụ thể là nước Australia cho một chị. Thì nó cũng là một cái tài liệu để cho các bạn mà chơi giỏi rồi ấy. Các bạn nào mà chơi giỏi rồi muốn đầu tư một cái cây đàn đẳng cấp
Cũng không nói là từ đẳng cấp thì nó cũng không phải, mà một cái cây đàn mà tự bản thân mình để đời ấy, một cái cây cây đàn để đời mình dùng để mình chơi cả đời, mà chơi chơi cái âm thanh nó đạt cái đẳng cấp, đạt đạt một cái âm thanh nó đúng như mong muốn của tất cả mọi người ấy, thì đấy nó là một cái sự lựa chọn nào đấy mà các bạn mà cảm thấy hợp, cảm thấy cây này nó hợp với mình thì có thể sử dụng cây này được. Bản thân tôi là tôi sẽ chọn cây này thôi. Thời giờ đã rất là dài rồi. Xin chào các bạn nhé. Hẹn các bạn ở sản phẩm khác.